Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Qua và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến huyền thoại của đế quốc Hung Nô. Ở tập trước các bạn biết rồi, mình đã đốt sạch cái vùng phương Bắc này rồi. Bây giờ thì hình như là phương Bắc này còn cái gì để mình đốt nữa đâu. Có lẽ là mình sẽ tiến dần xuống phía Nam và đốt phá cái cuộc chiến này, nó ấm áp hơn. Trên này mình thấy nó thời tiết nó xấu quá. Trước thì mình thấy nó cũng khá là, mình sẽ di chuyển quân đội xuống thế này sang những cái vùng đất nó bắt đầu màu mỡ hơn xíu để kiếm ăn thôi. Đáng nhẽ mình phải cho thằng Thế Tui đi trước để dò đường, cho nó vào quân đoàn rồi đấy. Tướng của chúng ta lên cấp rất cao nên nó được cộng rank này, rank cho quân rất là mạnh rồi, nó được cộng rank cho quân được. Những quân đoàn nào mà luyện được cấp, luyện được đánh lâu mới lên được. Còn những quân đoàn mới thành lập như thế này thì nó chưa có gì. Ma tiếng là mới thành lập thôi nhưng mà nó lại được cái tướng khá cấp cao. Đây, mình sẽ xây dựng cái công trình này. Công trình này để nâng cấp tiếp Grow. Di chuyển xuống. Hình như mình không nhầm thì nó cứ mỗi lần mình nhớ lại nó phải kết thúc lượt thì nó mới di chuyển tiếp được. Còn một số các cái chuyển động khác nó không tính phải. À, thằng này có một quân đoàn đây bị kẹt, còn một quân đoàn đây à. Mày chết. Mày chết. Hung Nô mà khi bốn quân đoàn đứng cạnh nhau thì chả thằng nào ăn ba quân đoàn, bốn quân đoàn luôn nhỉ. Đây à. Có thể tuyển được lính này rồi. Giả kỵ. Hết lương thực rồi. Để bốn thằng cạnh nhau này là âm lương thực vãi trưởng luôn. Không sao. Này xây lên để có thêm lương thực là được. Cái này bị trừ lương thực cái này này. Trừ lương thực nhưng mà không ngại lắm. Không đáng ngại lắm. Nó tăng lại được. Anh chiếm thành của thằng này phát là lại có tiền ngay. Hai cái quân đoàn đi sau kia chủ yếu nhiệm vụ của nó là sao lại thích chiến tranh à? Ôi giời, mấy cái thằng dợ này thật chưa tuyên chiến nhưng mà lại thích chết à? Được. Bọn này nó bị chán đời à, nó dám tuyên chiến mình nhỉ? Ồ ồ ồ. Sao lại bị đốt phá tan hoang kia, thằng nào đốt đấy? Hình như nó tự đốt nhà của nó để đi du mục. À. Tự đốt để đi du mục à? Lòng xung thành đang lao động, nạn đói do thiếu lương thực. Thằng này à? Thằng này thì có cầm quân đâu mà tao phải sợ. Nạn đói này. Xem là nó mạnh cái gì à? Nhưng mà bộ binh à, kỵ binh của mình nó bị thương. Bây giờ đứng trên vùng đất này. Giảm thiểu lương thực. Rồi. Thằng này mới lên cấp tiếp à? Mắc vào lương thực tuần đầu. For the gods.
này có lẽ cũng phải mua thêm mấy con ngựa. Hai con ngựa đó. Đề phòng chạy một mình dễ chết đấy. Ăn được, chuyện này ăn được. Nó toàn quẩy đá thôi. Quân của mình hơi bị thương một tí nhưng ăn được. Đánh đêm thì mạnh hơn một xíu à. Chả quan trọng. Trận này chủ yếu là mình lùa được nó thì mình ăn. Sao trời mưa này. Chết rồi. Trời mưa này là di chuyển rất chậm. Cẩn thận sau trận này mình lại còn không hồi được quân đấy. Mà không đánh bọn này thì cũng mệt lắm. Rất nhiều bọn quỷ đá. Tập bắn chúng nó đâu. Chuyển tới. Không nên tấn công theo hai cánh mà tấn công một cánh thôi. Một cánh chỉ để giữ. Chưa di chuyển hơi khó ăn. Khi nào nó di chuyển đó. Nó đang di chuyển. Ăn đây. Our troops are being ambushed. Rút ra. Mẹ cho nó kiếm được khốn phết. Bắn nó tướng cho anh. Bắn nó tướng cho anh. Tất cả chúng nó luồn hết lính tầm xa đằng sau rồi. Trời. Mày ngu học rồi. The enemy has found our concealed units. Rồi, nó cũng học rồi, nhanh. Thằng tướng của nó dẹo. Tốt rồi. Đội cung thủ này đâu hả? Lại chạy sang bên này à? Lại chạy sang bên này thì ăn bên này.
Rồi, ra đây em ơi. Trò chơi mèo vườn chuột lại bắt đầu. Trò chơi mèo vườn chuột lại bắt đầu. Ra đây. Chạy đi đâu? Quẩy cho nó chết luôn. À, lại tản ra đây à? Thế thì mày chết rồi. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Bắn. Ok kìa, mấy thằng này thích chết ạ. Mình thích cái trò mèo vượt chuột này thật. Ngay khi nó rối loạn đội hình phát là mình phải quẩy ngay. Vẫn chết ạ, bọn này chết ạ. Đi. Này quay lì đi rồi phần còn lại để xã kỵ giải quyết. Mấy con ngựa này không cần phải đánh nhau nữa rồi. Xong đốt mấy thằng quẩy đá này là xong. Thế thôi làm được trò gì nữa không cu. Cái trận đang ủng hộ chúng ta. Chạy hết rồi. Thôi rồi. Vua của nó dẹo mà. Chưa dẹo à? Dẹo chứ. Sword of my people. Chắc là phải chạy lùi lại một chút để đứng cạnh thằng này cho chắc cờ. Gods be praised. Excitement. Không hồi được quân. Căng nhé. Hai thằng này thì hồi được. Nhà viện của cải từ các quân đoàn du mục. Tuyển một thanh niên nữa. Mình đang giai đoạn phát triển quân sự rồi đúng không? Mà mình lại không đủ lương thực. Nói đâu. Vẫn lên luôn ruộng. Vẫn phải lên ruộng. The sword was drawn, but now it's bloodied. Hiệp ước hòa bình mà lại đòi mình tiền. À thì hòa bình. Kỵ binh của Hung Nô không phải ngán bọn nào hết. Nhưng mà đối với các cái thành to thì mình đang gặp một vấn đề là chúng ta không có lực lượng quân nào để có thể đánh được các cái thành to. Và thành to thì nó... nó thủ trong thành nó rất khó ăn nó. Chúng ta buộc phải có các cái lực lượng bộ binh. Nhưng mà như vậy thì mạnh sau này mới có mà quân mạnh mới đánh được. Bộ binh của Hung Nô thì cũng không phải là gì là mạnh lắm. Ok, hai thằng nó quay mình rồi. Hổ báo nhỉ.
Giết hổ báo. Chạy phát đã. Ôi, chạy gì xa thế? Journey completed. Con này gốc La Mã à? Nhìn quân của nó toàn quân kiểu dạng quân của La Mã. Động tình báo đi. Tập sinh con vấn đề của nhà nước. Những cuộc gặp bí mật vạch trần âm mưu. Thanh niên này trung thành đang giảm. Mình thấy bọn Hung Nô này có một cái vấn đề về lòng trung thành. Qua be praised. How can I help? Gods, give me words. Ready for battle. On the move, lads. Để nó xem cái mày dám đánh không. Gods be praised. Excitement. Quân của mình chưa hồi được, hồi được mình đập ngay bọn này. Đánh đêm phát là nó chết ngay, có gì đâu. Ái chà. Mình xịn ghê nhỉ. Quar be praised. How can I help? For the gods. Quý tộc, kỵ cung rồi. Cung thủ Thảo Nguyên có khiên tròn. Bãi bắn cung. Kỵ binh thương dài. Thirsty for battle. Quar be praised. How can I help? We need good fighters. Mua thêm mấy con ngựa nữa. Thirsty for battle. Cướp Thẳng Nguyên. Con ngựa này rất hay, mình thấy nó rất hay luôn. Rẻ mà chất. Con này đắt thì đắt thật nhưng mà cũng có bằng bằng. Bọn này này, mình thấy đi quẩy hay mà. Cướp Thảo Nguyên. Xuất sắc tấn công kỵ binh. Giáp thì cao hơn. Phòng thủ cận chiến cũng tốt. Đây này. Thấy được mà nhỉ? Quánh hay lắm. Ready for action. Thôi kệ, chờ có cái quân mạnh hơn tí đấy. Bãi bắn cung. Trại bộ binh, để tuyển bộ binh này. Cái này để tuyển kỵ cung. Kỵ cung Hanik thay cho kỵ cung. Hình như nó nhầm. God be praised. How can I help? Đang nghiên cứu ấy. Mình thấy ngay cả các cái đơn vị đời đầu này nó cũng mạnh mà nhỉ. Giáp nó cùi tí thôi nhưng mà đánh cũng mạnh mà. Xem chừng có khi mình cũng phải đàm phán hòa bình với một số thằng ấy. Chiến tranh nhiều thằng quá cũng chết dở. War! A
our gods demand it. Our ancestors love it. Ngả thêm cái thằng dở hơi này nữa. I expect to see me. Mấy thằng này rảnh ghê nhỉ. Nhiệm vụ của Hung Nô đúng chỉ có đi tàn phá thế giới. Ok kìa. Vẫn quyết ăn. Từ là thằng này thì không ăn được. Thằng này thì không ăn được. Gathering supplies. Thằng này thì hơi khó ăn. Ô mẹ, mấy thằng dưới kia mà nó đánh thì chết dở nhỉ. Chạy kiểu gì. Chắc phải đàm phán hòa bình thật với vài thằng này. Đúng rồi, xuống cái mức này là ổn này. Ở mức này thì nó được cái nọ, mất cái chai. Cái này tăng trung thành. Thằng này thì không cầm quân, không cần. Thirsty for battle. Ready for action. Phải có một trận đánh đêm rồi. For the gods. Đánh đêm. Đánh đêm mà nó cắm trại như này thì cũng mệt nhỉ. Phải đánh thôi. Có lẽ mình sẽ cho một quân đoàn nào đối phu tách để dễ đánh nhau. Hai đội kỵ nữa. Hốt thoáng. Phải dụ chúng nó đến rồi, không thể đứng gần được. Mình nó bị nó không ra là đau đầu ấy. Nó đang ra rồi. Đầu tiên mình sẽ quẩy bọn kỵ binh của nó trước á. Nó cũng có một đội xạ kỵ à. Rip them from their homes and sate your desires on all that lies within. I want to smell death in these streets. Đánh nhau trong màn đêm. Đây là bọn La Mã. Mẹ đắt, bọn La Mã này nó. Bọn La Mã này cái chỉ số nó rất là mệt. Có một đội ngựa của nó đang chạy ra hướng kia kìa. Anh em ơi. Cú binh của nó để sau. Có lẽ là đánh nhau với bọn cú binh của La Mã này thì mình phải bắn đạn xuyên giáp rồi. Cẩn thận nó đuổi. Chưa bắn được à? Chưa bắn được à? Từ từ. Nó xông ra kìa. Ăn thôi. Nó lại rút về. Khổn lắm. Được. Dạ kỵ mình tầm bắn xa nó mà. Ok kìa, thằng này như giá. Đừng vào gần quá. Ôi nó khô đâu. Vòng ra sau bọn bộ binh ngay.
Mày ăn à? Ăn luôn. Kêu. Dám cho kỵ binh xông lên à? They are trying to take out our general. Defend him. Xong rồi. Không cần. Đuổi ra đây đấy mày, dám bị thương à? Làm cỏ cái bọn kỵ binh đấy của nó đã. Rồi. Xong chưa? Rồi rút ra cẩn thận bọn kiếm hết. Nó ném lao rồi. Rồi cứ bình tĩnh. Cái này nó bị thương. Rồi nó đi bọn lính này. Mất cả một đội ngựa. Đứng xa xíu. Cứ bình tĩnh. Xem như thế nào đấy. Thằng tướng nó đâu nhỉ? Đây à? Chắc phải ra ăn thằng tướng nó trước. Đuổi ra đây đã. Ôi chết rồi. Chạy ra đây đi, hết map rồi. Chạy ra đây, hết map rồi. Không để ý hết map. Rồi, chạy ra đây cho anh. Quay tròn nó lại, nó bắn. Thằng tướng của nó đang chạy một mình kìa. Mày dám đuổi anh à? Mày tròn nó lại mà bắn. Rồi tiếp tục ra đây. Quay tròn nó lại. Ăn được mà. Từ rừng rừng rừng. Thằng tướng nó đằng kia là phải giết trước kìa. Anh em chạy ra ăn thằng tướng nó trước đã. Sao thằng tướng nó lại cứ một mình một chỗ này nhỉ? Ra đây ăn luôn em ơi. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Thằng tướng của nó chắc phải bắn đạn xuyên giáp thôi. Đâu vào ra đây. Cẩn. Tướng ra đây. Bắn đi. Ra đây. Rồi, giờ thì làm sao? Giờ thì mình làm sao? Chạy hết rồi, nó đang chạy dần rồi. Quẩy chết thằng tướng nó trước đã em ạ. Ôi, giáp dày thế. Bắn thế không chết à? Chắc phải cho bọn này ra sốc và đít nó không chết à? Enemy
Nói bắn mấy thằng gì vào trước đi. Giết thằng tướng trước để mất tinh thần rồi. Xong. He's dead. His enemy is dead. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái kiểu tấn công từ hai phía. Nó sẽ không thể đỡ được. Ok kìa. Chạy gần để cho nó bắn ra thế. Tránh xa cái bọn kiếm nào, kiếm nó lém được phi luôn. Chạy ra đây. Đội bên này cũng thế, tiến lên. Nó chạy bên kia thì lại quẩy bên này. Rồi. Nó chạy ra rồi. Ốp kìa. Ốp kìa, ốp kìa. Làm nào để tách đàn thì nó ra được nhỉ? Chứ nó cứ đứng đông này một chỗ thì mình hơi khó ăn. Đúng rồi, nó đang tách đàn rồi. Chết rồi, xạ kỵ mình đã hết lần tên rồi. Dụ cho nó tách ra từng thằng một ạ. Chứ nó đi cùng với nhau này thì mình không ăn được. Kéo giãn đội hình của nó sẽ cứu nó ra đã. Nó đang giơ khiên để đỡ. Vậy thì làm sao đỡ được phát sốc ở đằng sau lưng này. Mất tinh thần rồi. Chạy ra đây. Đuổi lại đây mà. Một bạo của nó nữa bị mất tinh thần rồi. Lại ra đây. Giữ nó cho anh. Cứ bình tĩnh ăn từng thằng một. Cứ thằng nào tách đàn ăn trước. Đây rồi. Ở đây có một thằng tách đàn. Cái thằng nào tách đàn thì cho nó chết. Giơ khiên lên để đỡ. Rồi. Đây này, lại có một bọn tách đàn đấy nữa rồi. À, hết đạn dược à? Biết rồi. Mày đỡ bên kia, úi xồi ôi. Thằng này bị sút tinh thần cực kỳ luôn. Biết ngay. Rồi. Tiếp tục là lôi kéo cho nó ra đã. Để cho nó trụ vào một chỗ là mình không ăn được. Khó nhỉ. Giữ bọn này mới được. Nó
không ra. Cái bọn La Mã chết bầm này. À, mình Spear à? Thế thì mình lên mình rửa mấy thằng Spear phát à? Lấy đi cú. Lấy đi. Mấy thằng kiếm là xong à? Lấy đi. Lấy đi. Nó chưa lên. Không chịu thằng nào tách đàn ra. Nó cũng tách đàn hơi khó ăn nhỉ. Thằng này có 15 rồi. Thôi được rồi, cho thằng này nghỉ. Nó chơi kiểu này thì mình không ăn được rồi. Nó xếp đội hình như này thì hơi khó vào rồi. Thế cơ, ồn phết đấy chứ đùa đâu. La Mã có khác. Nó tiến đội hình như này thì hơi khó ăn rồi. À, đây rồi. Có cơ hội rồi. Có cơ hội, có cơ hội rồi. Bọn này sẽ làm mồi nhử. Chắc phải mạo hiểm một chút rồi. Đánh phát xuống ra ngay, may ra kịp. Ra đừng áp sát bọn bên kia. Khó nhỉ, bọn này khó tách đàn lắm. Nếu không chịu tách đàn này hơi khó ăn. Rồi, cứ rửa rửa cho nó ra. À đây rồi. Một thanh niên đang đuổi theo mình đây rồi. Khôn thế, co cụ vào một chỗ. Ai dạy chúng mày mà khôn thế? Nhanh 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 nhanh, mất tinh thần đấy. Ôi, nó lén lao rồi, rút. Được. À đây rồi. Rồi, tiếp 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 tiếp. Hay quá. Nào. Tiếp kìa, có một thằng nữa đang tách đàn kìa. Một thằng nữa đang tách đàn. Nhanh, cứ tách đàn là anh xử. Thì dữ á, dữ thế nào. Một thằng nữa mất tinh thần. Xạ kỵ mà sốc chứ đúng rồi. Đây rồi, thằng này đang bị tách đàn. Chơi thằng này cho anh. Rồi, rút ra trước. Này, rút ra đây, rút ra đây. Rồi, rút ra đi.
Đó, mất tinh thần rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, một thằng đã tách đàn kìa anh em. Nhanh, rút ra. Đội này bị thương nặng đấy. Thế này thì chúng ta ăn làm sao được? Quân của mình cơ bản là bộ binh cận chiến của mình thì đang bị thương rất nặng. Đây rồi, mấy thằng Spy này này thích chết này, mấy thằng Spy này nó tách đàn ra đây là nó thích chết này. Đạp vào lưng nó cho anh. Xong. Mày còn quân nữa không? Hỏa chưa? Hỏa sợ chưa cô? Hỏa sợ chưa cô? Cái này chúng ta chưa đủ lực. Nó có hai đơn vị. Chắc phải cho thêm bọn này ra hút. Kiếm nó chạy gần nhau ghê nhỉ. Rồi kệ nó. Đang đuổi à? Sốc. Mày chết. Mày chết chưa? Bộ này thôi để đứng im một chút. Đi luôn hai đạo này của nó. Xong. Nào còn đến mấy thằng kiếm nữa. Ra đây. Bọn Spy là còn giết được, nó là bọn kiếm. À. Gớm nhỉ. Kiếm này chống kỵ binh không bằng Spy đâu. Bắt đầu tản ra rồi, nó bắt đầu bị tản ra rồi. Tản ra. Nó bắt đầu bị tản đà. Tản đà thì mày chết rồi. À. Định ăn tướng của mình à? Tốt rồi. Mình thấy là cái đội kỵ đầy đầu này cũng mạnh vãi trưởng đấy chứ nhỉ? Cái này thì không hiểu là kỵ đầy cuối thì nó cỡ nào. Đầy đầu đã mạnh vãi trưởng này rồi. Ôi, nhấp nháy hết à. Kéo cờ trắng hết à. Giết đã. Không để chúng nó trốn thoát. Đừng để chúng nó trốn được.
Thực ra chơi hung nô này thì thực sự các bạn cần phải khả năng tính, có thể là các bạn nhanh tay ấy thì cũng tốt đấy, nhưng mà quan trọng là chúng ta sẽ tính toán xem chúng ta làm gì để làm sao để tách những chúng ta địch ra. Nói chung nếu mà bạn xông thẳng vào một cái đội hình mà chúng nó đứng dàn hàng với nhau, nó lập đội hình như kiểu hình thang của mình ấy, có một xạ kỵ hung nô hay là sốc kỵ rời cũng chết, bởi vì là cái đội hình nó gắn kết như vậy thì các bạn không đánh được đâu. Nhưng mà nếu các bạn tách nó chúng ta làm nào để tách đàn cho nó ra thì các bạn mới ăn được. Rồi chúng nó đứng tập trung vào với nhau thì mình không ăn được đâu. Rồi thôi kết thúc trận đánh đây được rồi, một quân đoàn nữa đi nhá. Cộng 15% quân được hồi. Thú vị. Rất thú vị. Ready for action. Đánh nốt. Leave none alive. Trận này coi là tụ được. Đã mất thời gian. 600 quân nữa. Không mất nhiều quân lắm. Mày tưởng đuổi anh mà dễ à? Để cho thằng này nó không cắm trại được đã. Nó còn cái đoàn cuối cùng. Chắc chắn nó bỏ chạy. Quân đoàn này còn dễ hơn quân đoàn kia là của vua, quân đoàn này của nó toàn lính cũ. Thanh niên này đâu rồi? Starting out. Get moving. Trận này auto để kiếm đi tia kinh nghiệm cho bọn này đã. Tengri guides my steps. Destroy them. Ôi, không cắm được trại rồi. Quên mất di chuyển, nhưng mà mình phải di chuyển ra đây nếu không thôi. Ready for battle. Lại một trận đánh khó. À, nó có 3 đội kỵ binh. Làm sao để ăn được 3 đội kỵ binh của nó nhỉ? Thằng này một dạng quân ly khai của La Mã. Úi dồi ôi, nó đánh nhau ở một cái địa hình nó quái dị này. Chết nhở, địa hình như này thì phải lợi dụng được cái sườn dốc này, nhưng mà sườn dốc gì mà nó thế này. Không tiếp viện mình đâu. Ở đây à, tốt rồi. Trước mời đơn vị xạ kỵ. Kỵ cận chiến có 1, 2, 3, 4 đơn vị. Đây nữa. Tribes, people, we attack as one.
Hơi đông rồi nhỉ. Hơi đông. Như bọn này đã. Bọn này thì lại không có nhiều lính cung tên. Được. Bọn do mình chết. Có xạ kỵ. Trời ơi, cái địa hình gì mà khiếp thế này. Chỗ này có di chuyển được đến đâu? Đây là hết à? Còn không quan sát được cái trên. Sao cái trận map này bé thế này? Không, lên này, à, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Lên đi. Cái này nó đang tấn công à? Ô kìa, mấy con ngựa này của nó bị chán đời à? Rồi, lại rút lại. Trời ơi, bình tĩnh đi. Cứ bình tĩnh đi. Tớ lùi vào trong rừng đi. Đợi kỳ cầm chiến ở đây đã. Cứ bình tĩnh. Không vội được đâu. Hà Nội nó không vội được đâu. Ừ, tấn công tướng mình à. Bọn này chạy rồi đúng không? À, tướng của nó đang tách đàn kìa anh em ơi. Tướng của nó đang tách đàn kìa. Nhưng mà nó vẫn còn đội kỵ binh ở đây à? Hỏi thăm bọn ngựa này xem nó làm trò gì ấy. Di chuyển chậm lắm. Tệ. Đội xa kỹ rồi. The enemy has laid an ambush. Có mai phục. Đội cận kỵ đã bắn hết nào. Tệ đã. Cứ bình tĩnh đi nào. Việc đầu tiên là mình phải xử lý thằng tướng của nó đã. Nó chạy một mình của đàn. Tách cái chỗ này làm hai đội á. Bọn này đã bị ảo tưởng sức mạnh à? Look, they're hidden units. Bắn đạn xuyên giáp vào thằng tướng bên trong. Bên này thế. Ôi. Xuống đây đi em. Xa một tí. Mấy thằng kiếm nó. Mấy thằng kiếm nó bắn mình. Rồi nhá, có thể là tách đàn nữa. Nó đang dàn trải một số đơn vị quân ra rộng rồi. Nhưng mà mình bây giờ nó giết thằng tướng nó trước ấy. Bình tĩnh mà. Đội xúc kỵ lùi á. Chỗ này có lính Sti à. Thằng tướng của nó chết à? Ừ,
tướng nó dẹo rồi. Chưa ít. Chưa thông báo tướng chết nhở. Bắn. Rồi bây giờ thì ăn mấy thằng speed này của nó. Chạy ra đây mà. Ăn rồi, chuyến này tách cho nó ra đã. Đây mà. A unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Hết đạn rồi. Vào chúng nó ra. Dụ nó speed ở chúng. Mày sắp chết rồi con ạ. Ghét nhất cái địa hình này có đồi núi. Chạy. Đồi núi như này là mình kỵ binh của mình không sốc được. Nó phải trên sườn dốc xuống thì nó mới sốc được. Đuổi tướng của anh á. Mày ảo tưởng sức mạnh thế. Xong. Đây rồi. Sắp có con mồi tiếp theo rồi. Sắp có con mồi tiếp theo. Nhử đòn cho nó đó. À, thằng này nó cứ đuổi đội kỵ binh, đội xạ kỵ của mình. Thế thì mày sẽ là thằng tiếp theo phải chết thôi, chứ gì đâu. Từ đó đội xúc kỵ này từ từ đó. Cứ để nó vờn mấy con xạ kỵ mình. Thằng này xong chưa? Xong rồi đúng không? Ra đây. Phải có cái sườn dốc ấy, trèo lên được. Thực sự mà nói chơi AD, chơi hung nô thì thực sự nó mới là đẳng cấp của những người tài cầm quân, điều quân cân khiển tướng đấy. Nhưng mà thực sự thì mình không có tay đôi tay nhanh được như các bạn. Bởi vì nói chung chung là già rồi, không thích đú, không đú được cái thanh niên đâu. Nếu mà có trăng thì mình vẫn tại sao mình đánh được, bởi vì mình tính toán nó cũng có, nói chung là nó cũng tạm tạm thể gọi là hợp lý. Nên là mình sẽ thọ được. Ok, bọn nào thằng nào? Thanh niên này bị nó. Ok. Đây rồi, chúng ta có độ dốc này. Nó đang đỡ mặt kia rồi, lại ra đỡ mặt này đi. Sốc từ hai phía như này thì nó nhanh mất tinh thần rồi. Rồi rất nháy ngay rồi. Phía trên này thì cứ trò chơi mèo vần chuột. Ôi đội này lên núi đi em ơi, hết đạn rồi.
để anh giải quyết mấy thằng bên dưới này trước đã. Xong. Nhảy mãi chưa xong. Xong rồi. Cả những thằng bị tách đàn thì chỉ có chết. Đây rồi. Đỡ mặt này thì bị sốc mặt kia. Úi xồi ôi, úi xồi ôi. Nói gì thì nói, trên lính của nó toàn lính để cao đấy chứ. Chẳng qua là đánh cái kiểu này thì nó chẳng chết. Mất tinh thần rồi. La Mã khi mà không thiết lập được đội hình thì nát nhanh cực kỳ luôn. La Mã nó sẽ rất mạnh khi nó chiến đấu theo đội hình. Nó mà thiết lập đội hình rồi thì có hung nô rời cũng chả ăn được. Nhưng mà chúng nó cứ tách tách ra như này thì mình ăn được à? Đó xong rồi. Chưa hẳn à? Lì nhở? À đây rồi. Đây. Cho kỵ binh lên trên núi đó. Mấy thằng xạ kỵ này thì bị thương rồi thì rút về đi. Chạy khắp nơi. Chúng nó đang mất tinh thần hết rồi. Vài đạo quân của địch đang mất tinh thần. Enemy units have returned to the battle. Lấy lại tinh thần à? Ồ. Tốt. Hôn nhỉ, chạy di chuyển gần nhau. Phải đã. Xem có thanh niên nào tách đàn không? Hoảng loạn này. Đứng dưới này. À, đội này bị thương lùi lại.
một thằng thích chết này, một thằng đang thích chết này. Một thằng đang thích chết này. Úi dồi ôi. Thằng nào tách đàn giết thằng này. Đứng nhìn nhau mà chết nhấp luôn. Chết rồi, chết. Ô, vẫn lém được kiếm, vẫn còn ít tên để lém à. Có chí khí. Nhấp nháy mãi chưa hết à? Chưa được mấy con rượu của anh à? Rồi đòn thấp à? Tách xa xa tí mình lại ăn đòn, cho nó ăn đòn tiếp. Bọn sốc kỵ cận kỵ này nó phải đánh từ trên cao này nó mới hiệu quả. Nhiều. Thằng này bị tách à? Thằng này tách thì không cần phải dùng bọn kỵ kia, bọn này đủ ăn. Rút ra. Thêm một thằng nữa tách đàn này. Một thằng nữa tách đàn này. Thêm một thằng nữa tách đàn. Thêm một thằng nữa tách đạn. Đây rồi, thêm một thanh niên nữa đây này. À, một thanh niên này đang cổ báo đuổi số này. Được, gửi nó đây. Xong thằng này rồi. Đã nói rồi, đừng có coi thường kỵ đời đầu. Binh đẩy đầu của Hino cũng không phải dạng vừa đâu. Chúng nó toàn quân đời 3 rồi, mình vẫn đang quân đẩy đầu. Quân đẩy 3, đẩy 4 rồi, mình vẫn cứ đẩy đầu mà chơi. Đẩy đầu đánh mệt nhỉ đấy. Nào, mấy thằng này thì chết à? Bạn cho chỗ này đấy, có đà sốc nó mạnh. Cái binh này các bạn phải tính có cái đà di chuyển nữa thì nó mới mạnh được. Vào à, rửa nó phát rồi. Các kiểu này mình bị thương vong. Trong cái thằng bị cung. À đây rồi, có một thanh niên thích chết này. Úi dồi, một phát sốc từ trên sườn núi xuống thì sống làm sao được. Phun quân à, phun quân thì cũng chết. Thêm một thằng nữa này, một
một thanh niên thích nguy hiểm này. Rồi ra đã anh ơi. Thằng này nó thích nguy hiểm cho nó chết. Thanh niên thích nguy hiểm, rồi xông vào tiếp. Đây có một thanh niên thích nguy hiểm đây. Xong thanh niên bác dìu này nữa. Ui dồi ôi, nó đang bị hoảng, nó chưa biết phải đánh hướng nào đấy. Kiếm mà bị xạ kỵ nó sốc cho mất tinh thần luôn. Đánh rìu. Cứu ta. Đây 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 đây, đây trên sườn núi này. Mình thích cái trò này hơn là chơi quân La Mã đấy. Quân La Mã thì chúng ta cứ bị dàn quân theo cái kiểu gọi là thế nào nhỉ? À, nó đang tản. Ở đây. Ở đây rồi, một thanh niên tách đàn. Úi dồi. Đá nhưng mà chúng ta không phải điều khiển quân với tốc độ nhanh thì mình cho anh xem những biện pháp sốc này. Khủng khiếp luôn đấy. Nó lại đang muốn đuổi lên cả. Thằng này chán đời đấy nào. Xong rồi. Ui dồi, nguyên văng xác đã chết khối thằng này. Xong. Còn thằng này nữa. Chết lốt. Tự sát đi chứ còn làm gì nữa. Victory. This is your day. Tự sát đi chứ còn làm gì nữa. Dám vác quân đến đánh đuổi mình. Ô ô ô ô ô. Phản sát hết cho nó chơi. Thôi được rồi. Sao lần nào nó báo mình sát nút à? Ừ, mình chết cũng khá khá mà. Quân của mình ít lắm. Quân của mình không đông lắm. Không đông cũng ăn được nhá. Sao? Ôi rồi. Còn đúng một thằng kìa. 14% quân. Về nơi thiết cổ nhá, dám vác hai quân đoàn đến dọa anh à? Xong. Dám vác hai quân đoàn đến dọa anh à, mấy thằng La Mã này. Rồi. Hết cắm trại luôn rồi, à cắn được. Thanh niên này đứng ra đây. Ôi vụ này hết lương thực mất. Rồi sau không kéo hết lương thực. Ready for battle. Muốn thanh niên này không cắm trại được. Tiền của mình bây giờ cũng khá khá rồi.
Đây, lên cái này đã có ruộng đã. For the gods. God be praised. How can I help? Lên ruộng đã. Lên cái đấy xong là lên ruộng. What do you wish of? All men have a weakness. Rồi, dạo rồi. Come, sit, share my fire. Mua thêm một thằng nữa. Động. What do you want? Có ba thằng mà. On the move. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và share cái video của mình. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác, bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.